Dạ con chưa đi quy y Tam Bảo, cũng không phát nguyện giữ giới gì cả, mà mỗi ngày trôi đi con đều cố gắng giữ giới, thì có được thành tựu các giới không? Nó cũng còn tùy à. Tại vì á, sư nói thí dụ như bây giờ quý vị muốn giữ tiền đúng không? Bây giờ ngày hôm nay mình tới công ty thì bên bên nhân sự thì hoặc bên kế toán thì đưa mình cục tiền, kêu là bây giờ anh giữ tiền đi, tiền anh đó, giờ tôi đưa đó, anh giữ tiền đi, thì mình nhận cục tiền đó, mình cố mình giữ tiền, thì đương nhiên cái tiền mình giữ được là nó là tiền của mình, nó vẫn sẽ còn đó. Còn sau khi mà mình xài hết tiền rồi, mình đi làm, kế toán họ cũng không có, cũng chưa có phát tiền cho mình, mà mình ngày nào mình cũng đi làm, nhưng mà mình cũng cố, tôi sẽ giữ tiền, mà cái quan trọng có tiền không giữ. Thì đương nhiên mình với tâm trạng đó thì mình còn đồng nào ở trong tài khoản của mình, còn đồng nào trong cái bóp của mình thì mình sẽ giữ đồng đó. Nhưng nó sẽ không có giống cái chuyện là kế toán họ cho mình một cái cục lương rồi mình giữ. Nó cũng tương tự như vậy. Khi quý vị quy y Tam Bảo và xin thọ giới với chư Tăng thì chư Tăng truyền trao giới cho quý vị, cái giới nó trong sạch. Và khi đó quý vị giữ cái phước nó lớn lao. Còn khi mình không có làm, mình không có thọ giới, nhưng mà mình cũng có tác ý giữ thì được nhiêu hay bấy nhiêu, thì được đồng hay hàng đồng, đơn giản như vậy. Sư không nói nó không có phước nha, nhưng mà quý vị gọi là đưa để thành tựu giới thì quý vị phải thọ giới thì mới có để thành tựu chứ ha.